Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị chị bà con các bác cùng thời mọi người. Đây này, vừa mới mua về một con xe mà em lên sóng cho bà con luôn, chẳng giấu giếm gì cả. Một chiếc xe biển vàng nhưng mà tư nhân, một chủ tư mới nhá, anh chủ người Quảng Ninh. Và anh ấy, hai người Hạ Long, anh ấy vừa vào biển vàng được 6 tháng các bạn. Đấy, nốt còn theo xe 5 quả, 5 quả vẫn theo xe. Sơn zin gần như cả cây, sơ cua của anh ấy chưa hạ đâu. Lớp sơ cua của anh ấy chưa hạ một lần luôn. Anh bảo là sơ cua của anh chưa hạ. Đấy, anh của anh Vũ Văn Toản nhá các bác nhá. Vũ Văn Toản, người hàng Hạ Long, Quảng Ninh. Quý vị chị bà con anh em mình quan tâm một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, phân khúc hạng B mà rẻ bét là nhè luôn. Nó rẻ nhất phân khúc hạng B. Thế mà còn rẻ hơn cả i10 luôn quý vị chị bà con ơi. Đời 2022, năn bánh lần đầu 2023. Vẫn còn nguyên một đời lốp chưa hạ chưa cua. Đấy, mới tinh luôn. Tất nhiên là không có đâm đụng va quẹt và ngập nước rồi. Quý anh chị bà con anh em mình quan tâm có thể qua cửa hàng nhà Khả Năng để xem xe, liên hệ trực tiếp với em đang qua số điện thoại 0326062759. Một chiếc xe mang nước sơn màu trắng rất là đẹp quý vị chị bà con anh em nhìn này, sơn zin cả cây luôn nhé, gần như là chưa có xước sát va quẹt gì cả. Hôm nọ thì có mỗi một tí mép cabo nó hơi há ra một chút thôi, thì em có tỉa đánh bóng lại thôi, còn lại là chưa có làm cái gì cả, xe vẫn chưa rửa, chưa vệ sinh luôn, chưa dọn nội thất. Đấy, em há em bịt em dính vào thôi chứ còn chưa có làm gì, sơn còn zin cả cây luôn, chưa làm bất cứ cái gì cả. Khả Năng đấy uy tín đảm bảo cho bà con các anh chị luôn, là chiếc xe này nếu lỗi một đền gấp 1.000 lần em cũng chơi các bác nhé. Đấy, xe rất là đẹp, nét, không lỗi, không đâm đụng ngập nước. Anh ấy mới đăng ký biển vàng để chạy dịch vụ cách đây 6 tháng. Nhưng mà anh ấy đổi lên con xe khác các vị chị và con này. Anh ấy đổi lên con VinFast nhá. Anh đổi lên con VinFast VF9 hay VF6 gì đấy. Xe điện ấy, nên anh ấy bán con này để lại cho Khả Năng ô tô, Khả Năng mua chính tên chính chủ luôn. Đấy, sơn ở góc cản kia xước một tí còn sơn zin hết các bác nhé, còn đâu sơn zin hết. Xe rất là đẹp, đời 2022. Năn bánh lần đầu 2023. Đặc biệt là quý vị anh chị bà con anh em mình trả góp chỉ từ 100 triệu thôi. Còn trả thẳng anh em mình trả cho em 320 là anh em mình có thể sang tên bấm biển đổi chủ chiếc xe này rồi. Còn nỗi đâu em đền đấy các bác nhé, nỗi đâu em đền đấy, một gấp 1.000 lần luôn. Đấy, đảm bảo cho bà con nhiều tiêu chí, không đâm đụng, va chạm, không ngập nước. Máy số keo chỉ zin 100%, 5 quả lốp vẫn còn theo xe. Xe rất là đẹp, đi hơn 7 vạn rồi. Đấy, không bao giờ giấu giếm khách hàng. Xe này đi hơn 7 vạn các bác nhé. 4.3 ngoài đô thị này, 4.9 kết hợp này, 6 lít ở trong đô thị thôi, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Đặc biệt nó nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có động cơ 1.2. Về chế độ khởi động thì chiếc xe này nếu mà máy 1.2 nó khởi động sẽ yếu hơn i10 4 máy một tí. Nhưng mà để nó đi khoảng tầm 10 15 mét rồi thì nó đi ngon hơn i10 luôn. Ổn định lắm vì cái thân vỏ nó chắc hơn, nó đẹp hơn. Đó. Và form dáng của nó cũng đẹp hơn so với dòng Hyundai i10. Mà Hyundai i10 thì nó chỉ được trang bị cái phân khúc hạng A thôi. Còn đây là phân khúc hạng B các nhé, có đèn bi gầm này. Và form của nó là form mới tinh. Đấy, sơn zin còn nguyên cả cây 100% luôn. Bảo hành cho bà con là không có đâm đụng, tai nạn và ngập nước. Quý anh chị, quý bà con, các bác cùng toàn thể mọi người anh em mình qua cửa hàng để xem thêm về chiếc xe này. Em có đảm bảo văn bản cho bà con nhé. Xe em vừa lấy về là chưa có dọn dẹp gì cả. Ghế ra vẫn còn để nguyên này, chưa dọn dẹp, chưa làm cái gì hết các nhé. 77/7 đâu đấy, nhưng mà chuẩn chỉ nhá. Cam hành trình vẫn nguyên này, màn hình Android này anh em mới nắp này. Chân nỉ nguyên bản này. Đây là xe mới nhận về, chưa có dọn nội thất, chưa làm gì nhưng mà đã đẹp lắm rồi. Các bác nhìn hộ em này, keo chỉ nó zin hết toàn bộ luôn, không mất phân keo chỉ nào. Những chiếc xe mộc mà lên sóng như này, quý vị anh chị bà con có vẻ như là thích xem hơn và thích ủng hộ hơn không nhé. Đấy, em vừa đi dùng cái con Camry công vụ đời 2018 của Khả Năng kia đi quay. Đấy, đi lấy chiếc xe này về cho bà con các anh chị đây. Xe về nói thật với các bác là phải dọn dẹp. Về nguyên bản thì đây này, anh ấy có dán một số cái đề can chống xước thì em đang cho bóc đây. Bóc còn chưa hết đây các bác nhìn thấy không? Đây ngày mai thì con bóc thì dọn nội thất đi. Bóc hết ra là cho nó đẹp. Đây là bên trong nó mới cứng các bác nhìn này. Đấy. Đề can chống xước luôn các bác nhìn không? Không một vết bẩn luôn, không vết xước luôn. Rất đẹp, nét. Keo chỉ nó zin 100% mà sơn zin 100% luôn. Thực sự là nếu không biết lại sơn lại chỗ nào chưa nhưng em không thể nhìn ra chỗ nào sơn lại cả các bạn. Thực sự là rất là đẹp. Chắc phải đến 97-98% là sơn zin rồi. Chắc có chỉ tiết ký tí ti thôi. Đấy. Xăng thì tiết kiệm tuyệt đối luôn. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhìn này, vừa bóc xong mới tinh. Không một viên sần nào xước sát cả, ốc cửa, cánh cửa, mọi thứ là zin hết. Mặt sàn cò, máy nguyên zin các bạn. Nội thất theo xe, nguyên bản theo xe. Là ghế lỉ, anh chủ đã bọc lên ghế da rồi. Nhưng mà trông hơi bẩn bẩn một chút thì bên em sẽ cho đây các bác nhìn này. Ngồi này, mồ hôi nó thính vào này. Anh em nhìn cái ghế này nhé, không nên ngồi thẳng hạt này đâu. Ngồi thẳng hạt này chỉ bẩn ghế mà rách ghế thôi, chứ không giải quyết cái gì đâu. Anh em nên vệ sinh xe thường xuyên hơn một chút. Nói thật là chê nhá, chê anh Toản nhá. Là cái con này là hơi bẩn tí đấy. Đây này, keo chỉ zin được cái này, không đi va quẹt, không đâm đụng vào đâu thôi. Chứ còn nếu mà để nó mà sạch sẽ là thế này là chưa gọi sạch sẽ đâu. Không bằng em đâu, em sạch hơn nhiều. Đây này,
km chuẩn của nó là 7.8 vạn các bác nhé. Em chưa tua đồng hồ. Con này mà tua đồng hồ thì thường thường sẽ tua về 4-5 vạn này mới nốt theo xe mà. Nhưng mà chẳng quan trọng anh em ạ, quan trọng là cái thực tế là mình phải chuẩn chỉ với nhau là nó mới chuẩn được các bác. Đấy, em làm chuẩn lắm, em làm đã nét là chuẩn các bác nhé. Côn số vô cùng mượt mà, máy zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin, ốc dàn cò nguyên zin các bác nhé. Màn hình Android, củ số là vô lăng đẹp nét căng luôn. Nói chung là nó mới lắm, nó chưa hỏng hóc sửa chữa gì cả, đi chuẩn 78.000 km. Đời 2022 như vậy cũng khá là nhiều rồi chứ không phải ít đâu. Nhưng mà em thấy là nó với một con số như thế thì em được khoảng tầm 1/5 quãng đường rồi. Con xe này phải tầm khoảng 50 đến 60 vạn. Đấy, bình ắc quy của nó vẫn còn theo xe các bác nhìn này, bảo hành vẫn còn nguyên này. Đời 2022 nhá. Đấy, bình theo xe, bình ắc nát. Và chiếc xe này rằng đầu rồi thân vỏ cũng như là đèn đó của nó là zin hết, mã đèn, tai đèn các thứ còn nguyên hết các bác nhé. Đây là cụm phanh ABS, chỉ có bản đủ mới có này. Cùng với cái dàn máy thì nó còn nguyên, mặt dàn cò nguyên này. Đấy, dàn cò đây, keo dàn cò này. Cùng với ốc chân máy, tất cả mọi thứ là vách, các thứ là chưa động chạm gì. Nguyên cái con này chắc em nghĩ chỉ thay mỗi ốc lốn dầu thôi, thay dầu thôi chứ chưa có làm cái gì cả. Và cái phần xương tai cũng như là cái tai đèn này, ốc cabo này, keo chỉ cabo là tất cả là em bao zin. Đấy, nếu mà lỗi em tặng xe các bác và đền các bác 1.000 lần tiền các bác nhé. Đấy, vì con những con xe đẹp như này thì mình cứ tự tin mình nói to và nói chuẩn mà. Vì nó chẳng thể thay đổi được, vì trên xe nó có vậy rồi. Và cái chất lượng của xe thì mình làm bảo cho bà con rồi, sai mình đền gấp 10 lần các bác nhé. 1.000 lần chứ nhỉ? 1.000 lần luôn. Đăng kiểm tháng 7 năm 24 nhé các bác nhé. Xe này về gần như anh em phải đổ xăng là chạy thôi. Bên em sẽ cho tỉa toát sơn và đánh bóng xe. Thực ra cũng chẳng phải sơn đâu nhỉ, tỉa toát và đánh bóng thôi. Đánh bóng xe xong dọn nội thất cho các bác nét hơn. Rút hồ sơ sang tên bấm biển đổi chủ là 328 triệu đồng. Anh em mình trả trước cho em 100, lỡ lại hơn 200 thoải mái các vị chị bà con ơi. Đặc biệt dòng Mitsubishi này bên ngân hàng đang hỗ trợ lãi suất rất là tốt, chỉ có 0,84% trên một tháng thôi. Có thể là 850, 900 nghìn một tháng trên 100 triệu các bác nhé. Nên anh em nợ 200 triệu thì nanh quanh khoảng kháng có 1 triệu 6, 1 triệu 7 thôi. Rất là rẻ. Đấy, quý chị và con anh em mình quan tâm ủng hộ Khả Đăng bằng một like và một chia sẻ kênh. Khả Đăng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em Đăng. Xin chào và hẹn gặp lại.